Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn hướng dẫn mọi người làm sao từ nay đến ngày niết sàn 29 tháng 11 là chúng ta có thể kiếm được khoảng độ 4 triệu cái ONX nhá. Trước đây mình đã kiếm được khoảng độ 4-5 triệu rồi, và nhưng mà mình đã chơi long pool, mình cũng rút hết lên sàn rồi. Thì nếu như các bạn nào khai thác free thì các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ farming daily code aerob tone drop và mời bạn bè. Còn những bạn nào muốn đầu tư thu cái đồng ONX này nhanh ý, thì các bạn có thể tham gia cái mục check in nhé. Mục check in này thì mỗi ngày anh em check in anh em sẽ mất khoảng 0,1 tôn, 7 ngày thì anh em sẽ mất 0,7 tôn, với phí ga nữa thì anh em tính vào khoảng 0,8 nhé. Thì trong 7 ngày đó anh em check in liên tục thì anh em sẽ thu về 975.000 ONX. Đấy, từ nay đến ngày lead còn khoảng độ 4 tuần nữa, 1936 thì chúng ta kiếm được khoảng độ 3 triệu 6 đến 4 triệu đồng ONX nếu như là chúng ta bỏ ra đầu tư một tuần 7 ngày liên tục là chúng ta mất 0,8 nhé. Đấy, thì chúng ta có thể giữ cái đồng ONX này đến ngày lead chúng ta rút. Còn đối với bạn nào mà muốn xoay vòng vốn luôn ý, thì các bạn có thể rút về sàn bằng cách chúng ta nhấn vào cái mũi tên ở quanh tròn ấy, các bạn tích vào đây, các bạn nhấn số lượng hoặc nhấn mắc, xong rồi các bạn rút về ví sàn, với điều kiện là các bạn đã thỏa mãn 4 cái điều kiện ở đây, đó là có đủ tài khoản này, tài khoản đã được kết nối với ứng dụng này, đã KYC và deposit lên sàn Onnet 50.000, tối thiểu 50.000 nhé, thì chúng ta đủ điều kiện để được rút. Còn bạn nào chưa đủ điều kiện chúng ta không rút được thì chúng ta cứ để đó đến ngày 26 tháng 11 dự án nó cho rút on chain và off chain, thì lúc đó chúng ta có thể có phương pháp rút riêng đó. Ví dụ như của mình vừa rồi mình check in 3 tuần liên tục thì mình được khoảng độ 2 triệu 7 mình đã rút lên sàn để chơi long pool nhé. Thì long pool ở đâu? Long pool chính là ở cái mục long pool này. Ở đây mình đã chơi được mấy mùa long pool rồi, vì thì với cái lợi nhuận tương ứng là mình bỏ ra khoảng 1 tôn thì mình thu về, sau khi chơi long pool dự án nó sẽ trả cho chúng ta những cái đồng long pool, ví dụ Sedoki này, Nabubu này, hoặc ví dụ như đang có một cái dự án long pool còn 2 ngày nữa đây là Doc-T này. Thì ví dụ như những con trước mình đã thu về được x3 lần cái số tôn mình bỏ ra, ví dụ mình bỏ 1 tôn mình thu về 3 tôn, sau đó mình lại gửi lại vào ví để chơi tiếp, check in tiếp, tái đầu tư ấy, kiểu dạng tái đầu tư ấy. Đó, mình để đồng tôn làm ví ra check in tiếp. Đây ví dụ như mình vừa rút về sàn ONX 1 triệu ONX nhé. Đó, mình rút về sàn Onnet 1 triệu đồng ONX để chờ mai kia nó list, hoặc là sau khi kết thúc cái long pool con Doc-T này mà nó có con khác thì mình sẽ tham gia chơi tiếp để thu về lợi nhuận, để mình thu về đồng tôn để có cái tiền xoay vòng vốn chơi cái kèo tiếp theo. Có một điều mà chúng ta phải nói rõ là khi chúng ta tham gia stack ý, thì tất cả cái đồng ONX của chúng ta sẽ bị đốt cháy. Ví dụ như là 1 triệu đồng ONX này của mình mà tham gia stack thì sau khi mình thu về cái đồng được phát, ví dụ như đồng Doc-T này, thì tất cả 1 triệu cái ONX của mình sẽ đốt cháy nhé. Đó, đây là một cái kèo khai thác mà đầu tư có lợi nhuận thì mình đã trải nghiệm rồi, mình thử rồi. Đây không khuyên mọi người tham gia check in mất phí nhé, nhưng nếu như bạn nào mà có điều kiện hoặc có mạo hiểm trải nghiệm thì các bạn có thể tham khảo. Thì mình đã chơi long pool mấy dự án rồi, mình đều có lợi. Đấy, cứ một tuần thì chúng ta có một gần như được 1 triệu ONX, anh em cân nhắc này. Rồi video mình sẽ kết thúc ở đây, chúc anh em thành công.